Vâng, em chào các bác, em Tú, phụ kiện Peugeot giới thiệu với các bác về chi tiết nẹp mặt ca lăng dày 8 lan ở phía ngoài. Chất liệu làm bằng hợp kim, thiết kế rất là chắc chắn bằng hai vị trí chốt. Chốt ngang bên trong sẽ có một thanh nhựa kéo vào, khi vặn xít thì nó sẽ rất là chắc chắn. Rất là đẹp mắt. Sản phẩm rất là phù hợp với vị trí phần đầu xe của chiếc xe Peugeot 308 All-New. Đứng ở mọi góc độ trông rất là đẹp. Ngoài ra thì bên shop còn có sản phẩm là nẹp mặt ca lăng 26 thanh, bao gồm nẹp phía trung tâm và hai bên. Sản phẩm đang có giá là 950.000. Quý khách có thể truy cập vào website phụ kiện peugeot.com hoặc liên hệ online 0939 5008 để được tư vấn và đặt hàng. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách.